Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Sun Studio. Vậy là nhanh hơn người yêu lật mặt thì mới đây Apple đã chính thức tung ra phiên bản iOS 14.0.1 ngay sau khi mà iOS 14 nhận được rất nhiều cái phản ứng tiêu cực từ người dùng. Và trong video này thì mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm xem cái phiên bản mới này nó có điểm gì mới và người dùng chúng ta có nên cập nhật hay không nhá. Đầu tiên để có thể tóm gọn cái video thì mình khuyên luôn các bạn đó chính là các bạn nên cập nhật ngay lập tức nếu như các bạn đang sử dụng iOS 14. Tại vì sao? Thứ nhất đó chính là cái dung lượng của cái bản cập nhật này nó rất thấp. Các bạn có thể để ý ở đây thì cái dung lượng của cái bản cập nhật này nhá, nó chỉ có là hơn 170MB thôi. Đấy là chiếc iPhone 11 Pro Max. Còn đối với chiếc iPhone XR mình đang sử dụng ở đây ấy, thì cái mức dung lượng của cái bản cập nhật này ấy, nó còn thấp hơn. Nên là mình cập nhật rất nhanh. Tiếp theo nữa đó chính là cập nhật lên nó không bị nóng. Đấy, kết hợp giữa cái dung lượng thấp và cái thời gian cập nhật nhanh. Nên là lúc mà mình cập nhật lên ấy, hầu như là không có hiện tượng nóng luôn. Hơi hơi ấm tí. Đấy, tiếp tục là điểm cộng nhá. Tiếp theo nữa đó chính là trải nghiệm. Trải nghiệm của nó thực sự tuyệt vời hơn so với phiên bản iOS 14 rất nhiều. Biết rằng là thời gian nó sẽ còn chứng minh ra là cái phiên bản này nó vẫn chưa tốt, nhưng nó vẫn đang tốt hơn so với phiên bản iOS 14. iOS 14 thì mình sẽ show cho bạn xem này. Pin của nó cực kỳ kém luôn. Mình sử dụng phải sạc đến 2-3 lần một ngày luôn ấy, nóng. Này, sạc này. Đấy. Nó tụt pin rất là nhiều. Đó. Thời lượng sử dụng pin nó không được tốt, thực sự là không được tốt. Và nó bị nóng quá nhiệt luôn, thậm chí là mình sử dụng đọc Facebook, Zalo rồi thì trả lời trên Shopee rồi của các bạn thôi nhá, mà nó đã ấm ấm rồi. Đó, thế nó mới cay chứ nhỉ. Tiếp theo nữa đó chính là cái trải nghiệm vuốt chạm. Trải nghiệm vuốt chạm thì thực ra mà nói là cái phiên bản iOS 14.0.1 này nó không có cái nhiều điểm cải tiến. Thậm chí là mình thấy rằng là nó chẳng có sự khác biệt so với cái phiên bản cũ. Mình cũng đã chấm điểm bằng cái phần mềm Geekbench 5 ấy, thì cho ra kết quả thì là hoàn toàn chính xác như cái trải nghiệm của mình. Các bạn có thể để ý ở đây ấy, thì cái điểm đơn nhân của nó ấy, thì sẽ có phần nhỉnh hơn so với phiên bản iOS 14. Đây, iOS 14 thường ấy thì sẽ là 1333 và 3418. Còn sau khi cập nhật lên thì sẽ là 1337 và 3248. Đây là cái điểm số mình chưa reset nhá. Lần này thì mình rất tự tin mình không tiến hành reset trên chiếc iPhone 11 Pro Max. Và mình cảm thấy rằng là nó đã ổn rồi. Đấy. Vậy nên đây chính là lý do khiến cho mình khẳng định ngay từ đầu, đó chính là các bạn nên cập nhật ngay ở thời điểm hiện tại để chúng ta có một cái trải nghiệm nó tuyệt vời hơn. Mặc dù là điểm số ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng nó thấp hơn một chút ở cái điểm số đa nhân. Nhưng mà mình đảm bảo với các bạn rằng khi mà mình reset tiến hành cái bước mà huyền thoại của mình ấy, ép toàn bộ dữ liệu lên máy tính, sau đó thì reset chiếc iPhone này và tiến hành restore lại dữ liệu, thì lúc đấy thì chắc chắn cái khả năng trải nghiệm của nó sẽ tuyệt vời hơn bao giờ hết. Và với những cái điểm nâng cấp nhỏ giọt kiểu như là khắc phục lỗi như này thì xứng đáng đây là phiên bản iOS 14 đáng cập nhật nhất ở hiện tại, mà chúng ta không có một lựa chọn nào khác. Mình nghĩ rằng là vào thứ 3 tuần sau thì Apple lại tung ra phiên bản cập nhật nữa thôi. Còn ở hiện tại thì những người dùng đã cập nhật lên iOS 14 thì cứ lên. Còn nếu như các bạn đang ở iOS 13 thì lời khuyên của mình đó chính là thôi hãy từ từ, tại vì là truyền thống của Apple là như vậy. Cứ phiên bản .0.1 này, .0.2 rồi đến tận .1 đi chăng nữa ấy, nó vẫn sẽ có tồn tại lỗi. Còn với những người mà theo kiểu ăn chắc mặc bền ấy, thì tốt hơn hết các bạn cứ ở iOS 13.7 cho mình. Còn lên này thì các bạn phải chấp nhận cái việc là giao diện mới, tính năng mới, thì chúng ta phải chung sống với một vài cái lỗi nho nhỏ. Ở thì hiện tại thì nó là ok. Và tất nhiên thì vẫn như tất cả video đánh giá về iOS thì mình luôn khẳng định đó chính là mình chỉ là một cá nhân thôi. Đâu đó mình sử dụng cũng tầm 10 chiếc iPhone thôi chứ không được nhiều. Trong khi đấy thì có cả triệu chiếc iPhone đang kích hoạt ở thị trường Việt Nam. Mỗi người lại có một cái trải nghiệm khác nhau. Vậy nên là các bạn đã cập nhật lên rồi thì có thể chia sẻ với mọi người ở phía phần bình luận để xem rằng cái trải nghiệm của mọi người như thế nào. Từ đó thì mọi người có thể tham khảo thêm. Và đến đây thì video chia sẻ của mình cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của Sun Studio. Và nếu như quan tâm đến những chiếc đồng hồ hay là iPhone ấy, thì hãy đến với Sun Store nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. À đây, có cả watchOS 7.0.1 ấy, nhưng mà nó nhạt quá, chẳng có gì cả.